không để xe. Ông làm gì vậy? Trời ơi, giỡn xíu làm gì căng quá vậy? Giỡn xíu làm gì căng quá vậy? Trời ơi, giật chết rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống cho Sam coi nè, Sam biết cái này là gì không? Gì vậy? Trời ơi, cái này Phong mới vừa mua được đó, hơi bị xịn luôn. Cái này chính là máy massage điện. Có nghĩa là mình gắn vô cái tay của mình nè, mình bấm một cái rồi là nó sẽ gọi là massage cho mình, hiểu không? Trời ơi, giật quá. Massage dữ hết trơn á. Nói chung là cái này là thích lắm, Sam đeo vô này mình tập cơ bắp được. Coi Phong nè, mà bấm nè. Gì vậy? Trời ơi, thôi tắt đi. Trời ơi, mà ông muốn này làm gì vậy? Đừng có giật quá, từ từ. Tôi thấy không thích cái nào luôn. Đúng rồi, cái này là để tôi quay thử thách cho mấy bạn fan xem. Hôm nay tôi có thử thách này vui lắm. Ồ, thử thách hả? Ủa, mình thách gì vậy? Ngày hôm nay á, tôi với Sammy sẽ cùng nhau thực hiện những cái thử thách mà do những bạn fan đã đặt ra. Và thử thách đầu tiên của chúng ta là sẽ là cái thử thách sử dụng đến cái máy massage điện này đó. Và nếu như mà người nào thua cuộc á, thì người đó sẽ phải đưa hết tất cả thẻ Susu Hero của người này cho người kia, cho người thắng cuộc, hiểu không? Đó, kiểu gì? Ồ, hiểu chưa? Hiểu. Bây giờ là Sammy nghĩ là Sammy có thắng được tôi không? Ôi á! Thắng được tôi không? Tôi thua. Yên tâm đi, chơi được mà, không sao đâu. Đi, đi với không? Không, tôi không có gì lắc nữa. Đi, được mà. Thì cái nhiệm vụ của Sam cũng rất là đơn giản thôi. Đó chính là Sammy phải đeo hai cái miếng này vào hai bắp tay, sau đó nhảy dây trong vòng 30 giây. Trời ơi, cái gì mà ác dữ vậy? Là tay tôi giật 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 dễ hả? Ừ, là lúc mà Sam nhảy dây là cái tay Sam gì nè. Ghê quá vậy. Còn Phong, Phong là đàn ông con trai mạnh mẽ, nên là Phong sẽ đeo cái này, nhưng Phong sẽ hít đứt. À, bây giờ ai chơi trước nè? Sao chơi trước nha? Thôi ông đi, tôi sợ lắm rồi. Ok, vậy để Phong chơi trước nha bạn. Let's go. Ok, 500 anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thử thách thôi. Và tôi sẽ là người làm đầu tiên. Ok, rồi. Tôi giờ tôi thấy việc này nó bình thường các bạn. Nó cũng không có gì khó khăn lắm. Bốn máy luôn được không? Chứ hai máy không nghĩ chắc cũng không suy nghĩ gì, hiểu không? Được không? Tôi dán cho. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ dán vô nha. Đây, đây, đây. Phong á, là Phong sẽ chơi là Phong dán vô cái cơ luôn nha các bạn. Cái cơ này nè, đó. Dán vô đây nè, đó, nó giật cho nó đã. Đó. Rồi. Đã không? Cũng không biết nữa, chúng ta thôi. Cái này cũng là đầu tiên dùng thử các bạn. Rồi, ok chưa? Rồi. Rồi tôi bấm cho ha. Từ bấm, tôi cũng không lắm mà nổi. Rồi từ đây, rồi kéo cao xuống, rồi. Rồi. Bấm đi. Bấm không? Bấm đi. Rồi. Rồi, rồi ok rồi. Rồi. Khoan, bây giờ là khởi động nè, khởi động nó lên cho bạn coi nè. Rồi. Cái gì mà rung dữ vậy? Bạn thấy cái tay mình nó rung không bạn? Là bởi vì nó đang bị vô cái chế độ rung. Không, mà Phong mày nghĩ là mức 1 này nó hơi yếu. Thêm không? Cho Phong mức 2 đi. Trời, được chưa? Chưa. Cái mặt xanh như tàu lá chuối à. Bình thường các bạn hiểu không? Mình đàn ông con trai, mình chống chịu được, các bạn coi mình giữ cái tay mình đi im luôn nè. Đi im đâu, đi giật quá trời. Sao nó không đi im được gì, nó cứ rung mà vậy. Rồi, rồi. Vô. Rồi, trong vòng 30 giây để coi Phong sẽ hít được bao nhiêu cái hít đất, ok? Rồi, ok, đây là chuẩn bị 30 giây nè, Phong. Rồi, để Phong thử coi cái tay Phong chống nổi không? Ừ, chống không nổi rồi đó. Nó không thẳng tay lên được luôn á. Ok, rồi, chuẩn bị. Rồi, chuẩn bị nè. 30 giây xin được phép bắt đầu. Ok. Mười, cố lên Phong ơi. Mười lần. Nó rung quá. Gì vậy? Bao nhiêu cái là ba cái đúng không? Ba cái. Đầu rung. Có ba cái vậy. Ê tao, mày chết 30 giây. Trời ơi, tôi mạnh mẽ lắm, đàn ông lắm. Cái tay của tôi vẫn ngồi rung nè sao? Cái tay của tôi vẫn ngồi rung nè. Tháo tiếp tục rồi. Ok. Tháo như tôi đúng, tôi đứng về không được rồi, sao ơi. Dừng sao vậy, dừng nhìn, bấm dấu trừ, bấm dấu trừ á. Tôi chừng bấm nhầm dấu cộng nha bạn. Giúp cái. Rồi. Trời ơi, tưởng đàn ông như thế nào, hóa ra ba cái nhiều mời. Trời ơi, tuần thứ hết không khó, nhưng mà khó không tưởng các bạn. Trời ơi, từ nãy giờ Sammy có vẻ chê tôi hơi nhiều nha. Vậy để coi Sammy sao. Sợ. Đưa cái tay đây. Ôi giời. Nãy không có chắc được mấy cái. 4-5 cái. 4-5 cái à, thôi tính là 5 cái đi cho nó chắc nha. Rồi. Dạ. Tới lượt sao. Nhẹ nhàng thôi, mình cũng yêu nhau lâu rồi, 6 năm rồi đó, gần 6 năm rồi. Phong thương sao mà. Không được anh này. Từ rồi, bình tĩnh nha. Giật quá à, thôi. Không sao. Ôi, giật quá à. Thôi, nhẹ nhàng
Sao? Sao hết? Phong cứ nào chẳng nhẹ nhàng cái Sam. Ừ. Từ từ, đợi cầm cái dây, đợi cầm cái dây đã. Cái này là cái máy mới luôn á, Phong mới sạc pin cho đầy luôn á. Bình tĩnh. Không, bật đèn cái thôi. Cầm cái dây. Không, bật đèn cái thôi. Rồi. Rồi, ok, bây giờ thử thách tiếp theo sẽ là thử thách nhảy dây của Sammy. Và Sammy sẽ phải nhảy dây trong vòng 30 giây để coi nhảy được bao nhiêu cái. Cho tôi test được không? Test trước khi mà gì ta. Bây giờ là test mà chưa bật máy nè, thử đi. Rồi, thử. Tôi nhảy đỉnh nha. Đó. Hồi nãy là tôi hít đất các bạn, là tôi chỉ hít đất được có 5 cái thôi. Nhảy dây thì chắc nó dễ hơn. Ok. Đó. Rồi. Đó là chưa massage. Đúng rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đầu khởi động máy. Đây. Sammy để ra cho mấy bạn coi khởi động máy nè. Chúng ta sẽ bấm vô cái. Nhẹ thôi. Để khởi động máy lên. Nhẹ thôi. Nhẹ mà. Nhẹ thôi. Sau đó chúng ta. Sau đó giật. Cái tay của Sam. Bạn thấy cái tay của Sam nè. Mày có thấy là tay của Sam nhảy đi, Sam nhảy đi. Sam bình thường nhảy đẹp lắm mà, Sam thử nhảy bài cho Sam. Rồi, đứng đây rồi, bây giờ thì 30 giây của Sammy sẽ chuẩn bị bắt đầu. Rồi, bắt đầu đó Sam. Nhảy đi. Tay như thế này nữa. Nhảy đi. Ê, như này ta. Này một cái nữa không? Nhảy đi. Tụi mày đi né các bạn. Rồi, nhớ tới tôi, tụi mày chơi qua rồi mày chơi một cái nào này? 2 cái. Wow, ghê quá, 3 cái. Ủa rồi nhầm. 3 cái là 22 giây. 22 giây xong mới nhảy 2 cái là mới thắng được. 3 cái là thắng được, còn cố lên. Bài gì cuối cùng. Tổng số lần Sammy nhảy được dây là 4 lần nha bạn, nói chung là tôi vẫn thắng. Yeah. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến dây thử thách tiếp theo. Có một thử thách mà quá là chuyện bình thường đi. Hôm nay chúng ta tại đang tính tỏ ra nguy hiểm. Sao bầu quá vậy, hay dè dẻ quá vậy? Giọng nó ngầu ngầu nghe nó nguy hiểm phải không? Vâng, và các bạn, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với thử thách tiếp theo. Là một cái thử thách vô cùng đặc biệt luôn. Đó chính là sau khi tập thể dục xong chúng ta sẽ cần phải ăn để gọi là nạp lại năng lượng, đúng không các bạn? Thì ở đây thì mình chưa chuẩn bị đồ ăn nên là mình đã có sữa Siêu và Hero cũng đã đủ để có thể nạp năng lượng cho bọn mình rồi các bạn ơi. Nghe hợp lý nha, tập thể dục xong rồi mệt rồi uống sữa. Đúng rồi, nhưng không phải uống sữa bình thường mà chúng ta sẽ phải bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Thì có cái máy này để làm gì các bạn biết không? Là mình với Sammy sẽ phải lắp cái máy này vào trong tay, sau đó mình với Sam sẽ phải mở hộp sữa ra và uống sữa trong lúc cái tay này đang bị gọi là dính cái điện này. Là uống rồi giật như nè. Giật khi cầm tăng lắc sữa luôn hả? Đúng rồi đó. Thì bây giờ ở đây mình có 2 chai Susu và Hero, Sammy chọn chai nào? Susu hả? Rồi nhường Sam chọn Susu nha các bạn. Rồi Sammy chọn Susu là loại mở nắp chai cho nên Sammy sẽ phải đeo 2 tay, còn mình thì sẽ là loại cắm hút cho nên là mình sẽ đeo 2 cái vào 1 tay luôn. Dữ vậy ta. Đúng à. Rồi đeo đi Sam. Đừng không đeo được sao nha. Khổ quá, không đứng bấm nha. Yên tâm đi, không sao đâu. Đây rồi, cái này là mình sẽ gắn nó vào trong cái tay này đằng sau này của Sam. Rồi gắn cái này, gắn cái áo vô luôn cho nó gọi là cho nó dính cho nó chắc đó. Rồi ok. Ok rồi, nhẹ nhàng tình cảm được không? Được mà sao đâu. Đây xấu à. Rồi khởi động đồng hồ siêu nhân nha. Ôi. Tiếp rồi ok xấu à. Tới lượt Phong. Ê chưa gắn tôi rung rồi. Phong sẽ gắn một cái ở trên bắp tay của mình đó. Gắn một cái còn lại là ở tay trước này của Phong. À khoan từ, để mình gắn cho nó sâu vô xíu các bạn. Gắn cho nó ngay cái nắp luôn để cho nó giật té nắp luôn. Rồi nhấc nắp rồi tôi bật nó lên nè. Rồi ok bật lên nha. Bật cái này lên nè. Rồi bây giờ tôi sẽ bật cái trên đây trước. Ok, nhưng mà lần này Phong sẽ đổi một cái chế độ mới nha các bạn. Đó chính là chế độ super giật luôn. Super giật luôn. Đó, chế độ này nè. Không nổi rồi. Ui các bạn nhìn ngón tay của Phong nè. Ghê vậy? Các bạn không có tự coi lại luôn các bạn. Rồi bây giờ cái dưới này nữa nè. Trời ơi, ôm ơi. Rồi 2 cái. Sao mày sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Bắt đầu. Mày không... Không sao. Bạn nhìn đây. Bạn nhìn thấy hôm nay tôi tự coi.
Ôi nó giật má ơi. Cố lên, 1, 2, 1, 2. Anh cố lên. Tao đẩy tao không vô được, tao đã bạn bạn nhìn nè. Cái tay tao nó cứ coi nè. Trời ơi. Được rồi. Sao ghê quá vậy? Đổ lắm đã kìa. Trời ơi. Cái tay. Ủa, mà không có đổ. Hiện tại bây giờ đèn của mình là đang cấp độ 6 nha các bạn. Mình sẽ thử lên 4 nút nữa để lên cấp độ 10 nó sẽ như thế nào nha. Ôi, đánh đẹp sao? Đánh nha bạn. Ơi, nhưng mà khoan nha. Tôi uống hết cái hộp sữa này của tôi rồi, tôi mới chợt nhận ra một điều là hình như cái hộp sữa của Sam nó bé hơn hộp sữa của Phong đúng không? Thì có công bằng không ta? Thôi nhưng mà nói chung là Sam là con gái cho nên là Sam uống hộp sữa nhỏ là cũng hợp lý, nó cũng công bằng rồi đúng không bạn? Rồi ok, vậy là coi như trận này Sam bị thắng đúng không? Đúng rồi. Vậy là hòa nha các bạn. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau đến thử thách tiếp theo nào. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo. Cái thử thách này các bạn nó cũng hơi bị hấp dẫn, cũng hơi bị khó đó nha mấy ní. Đó chính là đây, mấy bạn đang nhìn thấy hiện tại mình đang có giấy và bút bi người đầu của sữa Susu Hero đó. Và nhiệm vụ của Phong với Sam đó chính là bọn mình sẽ phải đeo chiếc máy massage điện này vào tay. Đó, mình đang tham gia thử thách của Susu Hero, trên bọn mình sẽ coi coi ai ghi được cái chữ Susu Hero gọi là đẹp nhất. Ok. Hay dữ ta. Ủa khoan, cái bút này em lấy đâu ra vậy? Cái bút này hả? Cái bút này là tôi đổi được từ sữa Susu Hero ra đó, tôi đổi từ thẻ ra đó. Là hình như tôi nhớ là như 6 thẻ đổi được cái bút rồi đúng không? Đúng rồi, 6 thẻ thôi là đổi được cái bút này nha bạn. Bút này là nhiều màu lắm, các bạn chọn màu nào cũng được nha. Rồi, lát này giống cho tôi nha. Bây giờ Sammy đừng có đánh cắm lãng nữa. Thôi cái tay đây nè. Ôi, sợ quá à. Không gắn lên cho nha. Mình đang thực hiện thử thách mà, mình phải cố gắng đây, thôi. Đây, gắn đi. Đó. Ai cho gắn phía trước, không, gắn phía sau đây. Gắn đây, được rồi, kệ tôi đi. Rồi, mình là nhường Sam nha, bạn Sam là con gái, mình nhường Sam. Cái rồi, gì đỡ hơn. Mình sẽ gắn ở đây. Rồi, sẽ có nhiều bạn xem video, bạn sẽ bảo là trời anh Phong là con trai, da anh Phong dày hơn, anh Phong gọi là khỏe hơn, thì anh Phong gọi là bật cái này lên, nó không có đau bằng chị Sam đó. Nên là mình sẽ bật chế độ 3 luôn. Trời ơi, khiếp. Rồi, rồi ok. Rồi, bật máy ra nè, tiếp. Rồi, Sam bật ở đây, bật ra. Trời ơi, nó đông rồi nè. Rồi, cấp độ 2. Cấp độ 3. Rồi, bây giờ cái nút tôi bấm không được luôn. Trời ơi. Để tôi bấm giờ, bây giờ bấm giờ. Quên bấm giờ. Cái tay tôi. Hay là mình dừng cái mình bấm giờ cái được. Đây, sắp rồi. Rồi, cái điện thoại tôi đúng quá. Rồi, ok. Rồi, bấm giờ nha mọi người. Chuẩn bị ra chữ su su hero nha. Rồi, 2, 3. Tôi dễ đồng dễ đắng rồi bạn ơi. Tôi bẻ bẻ vậy luôn. Su nè, mà một chết nè, su nè, hai chết nè. Tôi bẻ xấu rồi, tôi bẻ lại đi. Tôi bẻ lại, không biết luôn sao rồi. Sao mày? Đây. Đó. Hết giờ chưa, sắp hết giờ chưa. Ôi trời ơi, hết giờ rồi. Thôi sao, sao cứ. Ôi bẻ đi bạn. Cứ giết cho xong chuyện su su hè lo đi. Cái này tính giờ không đâu. Không nổi. Rồi. Ồ, cái tay tôi. Rồi, tôi xong rồi nha. Tôi xong rồi nha. Bị đau luôn rồi. Ôi, nó giật hơi bị phơi luôn đó. Hơi bị phơi đó. Ok. Tôi biết không được. Tôi biết được chữ su su à. Đúng quá vậy ông nói. Còn tôi là viết được chữ su su hero luôn nha các bạn. Hơi bị xịn xò nha. Mấy bạn thắc mắc tại sao chữ của Sam đâu? Đâu? Đó mấy bạn mà thắc mắc ủa sao anh chị lớn rồi anh chị viết chữ như mèo cào dung cào vậy trời ơi bạn ơi thông cảm đi trời cái tay rung lắm. Dạ xin mời ban tổ chức chấm điểm cho bọn em là ai là người giành chiến thắng à, chứ cái này thì bọn em không thể nào tự chấm được ạ. Trời ơi. Dạ, xin mời ban tổ chức thưởng thức bức tranh của bọn em. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Ban tổ chức rất có tâm đó. Trời ơi, tất nhiên là bức tranh của Phong phải đẹp hơn rồi bạn. Mặc dù là chưa tô màu hay gì hết nhưng mà nhìn nó vẫn rõ hơn của Sam. Nhìn Sam là vẽ con vui nữa sao? Sam vẽ con vui nữa. Nó đau lắm, nó rung nhiều lắm. Tôi viết này lúc đầu tôi không viết những này nè, thấy không? Trời ơi, này là con vui nè. Đó, này ít nhất còn tôi su su đỡ rồi. Ok, được rồi bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo nha. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách tiếp theo, cũng là thử thách cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là bộ đồ chơi rút gỗ đó. Ủa mà cái này rút gỗ là sao?
thì bộ đồ chơi rút gỗ để rút gỗ, chứ lại bộ đồ chơi rút gỗ để đem đi nấu ăn mà nội. Trời ơi, ngày hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau chơi trò rút gỗ, nhưng sẽ phải đeo cái đồ mắt xa điện lên tay để rút gỗ. Đó, hơi bị khó vậy nha. Thôi là cái có nghĩa là tay mình giật 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 rồi, phải quá. Tay mình phải lấy gỗ mà tay mình sẽ bị giật 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 vậy đó. Trời ơi, giật dưới hả? Nhưng mà lần này á, để cho nó giật mạnh hơn thì Phong với Sam sẽ phải đeo lên trên bắp tay thế này nè. Đó, sau đó sẽ phải chỉnh ở chế độ 3 nha các bạn nha. Cái okay. Gì? Sammy hơn lần này là Sammy sẽ phải tăng một cấp độ nha. Tại hồi nãy là Sammy 3 trận trước là Sammy đã được cấp độ thấp nhất rồi. Trận này là trận cuối cùng nên là Sammy phải chỉnh lên cấp độ 2, cao hơn một nấc thôi. Trời ơi, giật cấp độ 1 là ghê luôn, giật cấp độ 2, giật cấp độ 3 là đi luôn. Trời ơi, Phong là Phong nãy Phong giật có cấp độ 10 luôn rồi sao không thấy hả? Và như các bạn cũng đã biết thì tỷ số hiện tại của mình đã được 2 điểm, Sammy được 1 điểm. Và nếu như mà mình thắng trận này luôn á thì mình sẽ chiến thắng luôn, mình sẽ lấy hết tất cả thẻ Super Hero của Sam. Còn nếu như mà Sam thắng thì bọn mình sẽ chơi thêm một trò chơi nữa nha, ok? Được không? Thật hả? Thật. Rồi bây giờ tôi sẽ cố gắng thắng cái trận này. Rồi ok, đeo máy vô Sam ơi. Đeo máy vô giờ mình chơi liền nè. Sợ hả? Mình nhẹ nhàng được không? Đeo máy lên rồi. Đeo đâu? Đây thôi hả? Rồi Phong là Phong sẽ đeo trên bắt tay luôn. Đó. Ok, rồi đeo vô nè. Rồi bây giờ Phong sẽ bật lên trước nha bạn. Sợ hả? Trời ơi, ghê vậy. Cái của Phong là đang là chế độ ba đó. Mày nhẹ không hả? Nhìn vô cái này nó giật tay không, giật người không hả? Giật đâu hả? Sao á? Tới lần sau đó, bật nó đi. Ôi ghê quá hả? Wow, ghê quá, tăng thêm cái đúng không? Thêm một nấc nữa. Mong mà chế độ 3. Rồi ok, vô nè, rút. Rồi, bây giờ Phong chơi trước hay là Sam chơi trước đây? Ông đi. Ok, Phong trước nha. Từ, không phải chơi lại. Ok. Ê, nhưng mà hình như là đeo trên bắp tay á bạn, là tay của Phong nó chỉ bị như thế này thôi nè. Đó, chứ nó không có bị rung mấy ngón tay, cho nên là game nó sẽ không khó lắm. Phong sẽ rung ngón tay nè. Đây, Phong sẽ gắn nó ngay bắp tay luôn, ngay chỗ này luôn, ngay chỗ rung luôn các bạn. Đó, để cho nó rung cho nó. Đó. Ôi cái đó. Xong mình nghe tiếng điện không? Mấy bạn nghe, mấy bạn im lặng, mẹ sẽ nghe được tiếng điện nè. Ờ. Cái tay của tôi. À, rồi. Không bị khói quá vậy. Em đâu này không có gì đâu nữa, thấy không này. Không sợ. Không sợ. Lên. Màu xanh lá cây. Xong. Đó, mình đặt lên đây chứ. À, đặt lên trên. Rồi. Ôi đau quá. Cố lên. Rồi, ui, rút màu đỏ dưới lại, rút màu xanh dưới lại. Chiến cái này. Ờ. Ờ, mấy anh cái tay của Phong là trái, tay Phong nó còn đi cầm này. Rồi, bắt tay nè, tức là Phong nè. Phong là sao lúc màu xanh đó, Phong sẽ rút cây cho nó nè. Nè, nó khó nè. Oh my god. Ôi, làm rút cái chỗ khó vậy ta. Nè, càng nè. Rồi, giờ là Phong sẽ rút cái chỗ này luôn cho khó vậy ta nè. Ê, đừng đâu. Đây, mình sẽ rút cái gì đây, nó dễ. Có, màu xanh đi. Mày lấy cái tay không có cầm vậy, mình có cầm để mình giữ cái tay mình. Ok. Ui, mày chọn nào, tự bài sợ luôn. Ôi, mày thôi. Ngã đi, thôi, ngã đi thôi. Ngã đi, ngã đi, ngã đi. Ai, cái tay nhảy đó. Rồi, lấy cái tay. Yeah, cái màu xanh lên dưới cùng. Rồi, sao đó. Chết rồi, đi tôi rồi, tôi đi rồi. Đi rồi. Tại sao? Đừng có cố nha, đâu ai rồi, rút cái dễ thôi, đúng rồi. Rồi, đúng không nè. Không mà, không phải đúng cái gì, đúng không? 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 Thử thách tiếp theo này, mình vẫn là người giành chiến thắng và tổng số điểm của mình là 3 điểm dịch tư. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết kết quả của trò chơi thử thách mắt xa điện này để xem coi ai là người giành chiến thắng. Thì
Thôi, nói chung là mấy bạn xem video chắc bạn cũng biết ai thắng ai thua rồi. Cần gì mà phải công bố kết quả nữa. Đưa đây, cho cái không có cái nào hết á, sao hiểu không? Cái này là của Phong hết. Đại 1, hẹ 2, hẹ 3, hẹ... Ui, số 5 giờ lấy số 8 được nhiều quá vậy? Ui, đổi quà đó chứ bộ. Ui, kỳ này là Phong tha hồ đổi quà luôn các bạn ơi. Nhưng mà khoan đã. Hình như là người thua cuộc không phải là chỉ có đưa hết thẻ cho người chiến thắng không đâu, mà còn phải nhận thêm một hình phạt nữa. Cái gì vậy? Tôi nhức đầu quá, tôi đi về cái nha. Ê bạn ơi, mày ngồi đây bạn ơi. Mày nhức đầu hả? Để mình gắn lên trên đỡ giúp. Hết nhức đầu nha. Anh xin hỏi ban tổ chức là hình phạt cho người thua cuộc là gì vậy ạ? Người thua cuộc sẽ phải đeo máy xúc miệng và tự dùng thìa múc sữa cho ăn. Wow, là có nghĩa là phải gắn cái máy này vô cái tay xong đầu cầm hũ sữa chua ăn. À. Sao thấy cái gì nó cũng giật điện không vậy trời ơi. Tiếng tắm thì sao? Hồi nãy chương trình đã đưa cho Phong một hũ sữa chua. Sao đâu ra có sẵn mà vậy, cái này là ông tính mưu tính kế đúng không? Tự nhiên đâu ra móc được cái hũ sữa chua vậy? Không có, này nãy chương trình đưa cho Phong đó, đúng không? Là bây giờ để Phong giúp nha. Không sao, nhẹ nhàng bình tĩnh thôi. Rồi đây nè, bấm nút nè. Đó, sáng đèn. Ôi sợ ơi. Sao là tay kia đâu? Ôi một tay tôi ăn hai tay. Ủa này là phải hai tay nhiệm vụ, phải hai tay mà. Rồi, sáng đèn nè. Rồi đấm thôi nha, đúng nha. Rồi bật lên nha. Rồi. Rồi, tay kia. Ủa đâu à? Rồi xong rồi đó. Rồi từ cái này chưa bật. Rồi ok, bật cái đó rồi. Rồi bỏ xuống cho bạn. Ở xuống cho bạn. Sao bỏ ra cái tay nữa nè. Không sao, mở đi. Mày nail, cái này là kiểu mày nail bạn, mày nail. Rồi Sam nè, mở đi Sam. Cầm một tay cầm. Thôi để Phong mở hộ cho Sam nha. Nè. Wow, ngon quá. Ngon quá, rồi đây, của Sam nè. Tôi chim bé. Múc lên cầm lên nè. Cái này là thử thách của ban tổ chức các bạn ạ. Trời ơi. Ban tổ chức đúng ác luôn bạn, ban tổ chức ác quá. Phong nha, này không phải Phong nha. Đánh lại, đổ. Ăn thôi, đều ăn. Ăn. Đó, bạn. Trong lúc Sammy ăn sữa chua thì mình cũng sẽ gọi là tổng kết kết quả ngày hôm nay. Thì mình đã giành được 3 điểm, Sammy giành được 1 điểm. Nên là mình là người giành chiến thắng. Và mình đã có thể nhận được hết tất cả thẻ gọi là Susu Hero của Sammy các bạn ạ. Đấy. Và mấy bạn cũng đừng quên là hãy săn thẻ Susu Hero để có thể nhận được những phần thưởng, đổi được những món quà thật đặc biệt đến từ sữa Susu Hero nha. Với 6 thẻ mấy bạn sẽ đổi được ngay một bút bi 10 đầu hoặc là lò xo cầu vồng. Với 12 thẻ thì các bạn sẽ được tặng quạt sạc mini cầm tay hoặc là súng bắn bong bóng. Còn nếu như 24 thẻ thì sao? Các bạn sẽ nhận được ngay một bình nước quạt gió 2 trong 1. Hoặc là đồ chơi bom hình. Đó, nói chung là sẽ nhận được rất là nhiều những phần quà hấp dẫn nên các bạn đừng quên là hãy ăn đi sao ăn đi. Ăn sao phải ăn thì Phong mới chào tạm biệt được. Sam dừng thì Phong dừng theo đó, hiểu không? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên hãy kéo xuống bên dưới nhấn nút like đăng ký kênh, đừng quên theo kênh YouTube của Sammy đăng ký hội cho Sammy nữa nha. Và nếu như bạn nào mà muốn một mình tiếp tục làm những thử thách vui hay đừng quên lại comment xuống bên dưới nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này đừng quên lại kéo xuống bên dưới và nút like kênh này của mình nha. Đăng ký hội cho Sammy như này là được không? Ngắn thôi, nó dài quá vậy. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.